tám lần thì không phải là không bị giữ cái thai này được không? Đó là cái thứ nhất. Ví dụ cái thứ hai là ví dụ người phụ nữ bị thông linh thất chẳng hạn, người ta không có đồng nguyện gửi đến VN có xét xuất đi ngoài là chờ này có nên giữ cái thai không, hoặc là có cho có thể người phụ nữ có thể có bảo hiểm không, thì cái bài đó, nó còn quan trọng, nó rất quan trọng. Tôi nghĩ anh chị nào mà là bác sĩ đa khoa hay thương mại đó, và khi mình muốn cho lời khuyên của một người bệnh nhân thì chúng ta có nên có em bé hay không, và cái thai chúng ta có thể giữ được hay không. Đây là một số nội dung này. Khi người phụ nữ có thai thì chúng ta có thể thay đổi như thế nào, chúng ta xử trí cơ thai bằng những cái kỳ cái này dân chính của bài. Thế nên cái thay đổi trong cái kỳ người phụ nữ cái này tam quan nguyệt thứ nhất, tam quan nguyệt thứ hai, tam quan nguyệt thứ ba của thai kỳ đó. Các anh chị để ý vào đến tam cuối tam quan nguyệt thứ ba thai kỳ, số lượng hồng cầu nó tăng lên 40%, số lượng thể tích bức tường nó tăng lên khoảng trên 50%. Nếu đó là một cái tim bình thường thì nó không có nghĩa gì hết, nhưng nếu đây là người phụ nữ hèo và hay là ít chẳng hạn mà thể tích tuần hoàn tăng lên 50% thì nó sẽ có thể không có thở nên người phụ nữ khóc thì bị bệnh. Nên người ta tóm tắt những cái điểm đó. Khi người phụ nữ có thai thì sức cản mạch ngoại vi nó giảm do hormone estrogen nó nhiều quá, nó giảm mạnh, sức cản mạch nó giảm, nhưng mà thể tích máu ở tử cung lại tăng và thể tích tuần hoàn tăng, tần số tiền tăng, do đó cái cung lượng tim nó tăng lên khoảng 30%, và huyết áp thì có thể bình thường hoặc là giảm, sức cản mạch ngoại vi nó giảm và cái áp lực của tích mạch ở trên dưới thì nó tăng. Thì người phụ nữ cái thai là chân nó nặng, xương chân nên để thay đổi về huyết động của nữ cái thai. Cái hình này hay hơn, phân bố máu trên cơ thể nữ cái thai. Bình thường là người phụ nữ mà không có thai đó, thì cái tử cung nó chứa có 2% lượng máu à, tử cung 2% lượng máu, rồi cái da 10% lượng máu, cái ngực đó dưới 1% tổng lượng máu cơ thể ở cái người phụ nữ, rồi còn cái trong một vài 5% lượng máu đó. Nhưng mà khi người phụ nữ tam quan nguyệt thứ ba của thai kỳ là trước lúc còn sinh em bé, cái này mới quan trọng, thì tử cung nó đến 17% lượng máu. Chúng ta nhớ là khi người phụ nữ sinh xong đó, thoát nhau ra rồi đó, tử cung nó co lại, thì 17% lượng máu này ở tử cung nó sẽ đổ vào tuần hoàn hệ thống. Từ đó thì các anh chị nhớ cái bài học mình vẫn học là khi người phụ nữ hèo con hay lán lại mà mấy anh chị nó đẻ đó, lúc sinh xong mới là lúc nguy hiểm, sinh xong người ta rất dễ phục hồi cấp đó. Tôi nhớ hồi đó năm, thì nhớ năm 1900, hồi đó tôi là sinh viên đó, thì chỉ có đỡ đẻ thôi. Trước khi ra trường họ bắt mình đỡ đẻ 20 ca, và tôi đấu thích sản khoa, tôi biết là tôi toàn đi tìm bài cái ngoại khoa mà, thì tôi cứ ban đêm tôi vô tôi trường năm thứ ba là bắt đầu người ta cho mình cô đỡ đẻ rồi. Năm thứ ba vô trường thì trong cái phòng trường đó tôi để ý thấy luôn luôn nó có cái gối bằng cát, thì gối bằng cát để làm gì, để khi mà người phụ nữ đó đẻ đẻ xong đó ta chặn cái gối lên để cho máu nó đỡ dồn về. Đây là một cách ngày xưa ta làm để đỡ bị phổi cấp trên bệnh nhân bình tim. Thì thực ra hồi đó mình chưa hiểu lắm, thì bảo chặn thì cũng chặn thôi. Thì cho anh chị nhớ là khi sinh xong chuyển dạ đó, 17% lượng máu nó đổ về, do đó thì cái lượng máu nó về tim rất nhiều, về không cần hệ thống có thể đưa phổi cấp sau lúc có tàn. Rồi một số phụ nữ khi có thai có thể giảm khả năng gắng sức, cảm giác mệt, khó thở, ngồi suy giảm đường đất. Nhưng nhớ là bây giờ một người phụ nữ có bầu được 5 tháng đến khám với anh chị nói là ngất, thì anh chị làm gì? Có thể hỏi bác sĩ là già chút. Em già
hái chè. Chè. Bây giờ nó họ đến hưởng gắt rồi thì là chắc là bác sĩ nội khoa gì, có phải bác sĩ sản hay nội khoa hả? Nội phải không? Nội thì hỏi được chứ. Tức là bây giờ người ta gắt theo làm gì? Mà mốt thầy sẽ dạy cái bài gắt á, nhớ gắt nó có ba nhóm nguyên nhân. Theo làm gì? Thứ nhất thì nó chia ba nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là gắt do phản xạ thông cảm, vasovagal reflex. Nhóm nguyên nhân thứ hai hạ cơ thấp tư thế đứng. Nhóm nguyên nhân thứ ba là tim mạch. Mà mốt thầy dạy cái bài nó có cái vòng tròn nó ba nhóm nguyên nhân. Thì ví dụ như em cho nó đi thân đồ đi, em cho nó cái cho nó siêu tim đi, thế nào mình cũng phải thử máu làm hết, kể cả làm hôn tay cho em 4 giờ mà không tìm ra nguyên nhân. Tại vì việc phụ nữ có thai ngất thường là do vasovagal reflex, phản xạ thông cảm đấy. Đó thì tìm ra là sau khi đã loại hết những nguyên nhân thực tại, em mới kết luận là nhất là do có thai cái phụ nữ thì là xây xong hết rồi. Nếu cả đều làm trách nhiệm bằng nghiêm nhưng phụ nữ có thai thường không bao giờ phải làm trách nhiệm bằng nghiêm đâu. Thì loại về tim mạch, thì đo đến tâm đồ, là phân tay những cái nào mà không ngại cho người phụ nữ đó mình mới dám làm. Người phụ nữ có thai luôn luôn mình phải làm sao mà không ngại cho bà mẹ, cái em bé trong bụng cho mẹ còn được làm chụp bệnh mình đâu dám chụp nữa, sợ hãi cho em bé. Sau đó thì nếu người ta đến người ta khai hết và suy sản, cái chỉ từ máu từ hết thì không thấy gì hết. Hay chỉ suy nghĩ là biết là phản xạ, có phản xạ giao cảm, khó giao cảm nhé. Gặp thì lúc đó mình nhớ lại những triệu chứng của huyết tâm phản xạ, khó giao cảm nó có xuất đặc điểm đấy. Vì vậy bài đó thì nói, thì tức là người phụ nữ khi có thai nó có thể những cái triệu chứng này, do nó thay đổi thần kinh tuyến chồng, người dân cảm thấy bình thường. Còn cái triệu chứng này còn nhiều hơn nữa, chúng ta có thể thở hơi nhanh, phù chi. Em nào chưa có vợ lấy vợ thì sẽ biết là khi bà có bầu rắc rối lắm đó nha. Đấy, các em là con trai là chưa có vợ không hay già quá lấy vợ hết rồi. Thì khi người phụ nữ có thể màu tim lệch về phía trái này, mạch bao quả này, sóng A sóng B vô cao ở tích cái cổ đó, nghe có thể nghe có ra đấy cổ T2 mạch tết đôi, có thể nghe ở trên thô, có thể nghe ở trên chương, có thể liên tục. Rồi từ từ trong ngực cả cho tuyên bố đó, cái đó là gọi là venous âm, tức là khi người phụ nữ có thai cái ngực nó căng lên cái tuyên bố đó thì mình nghe có thể âm thanh liên tục lên, nhưng nó đặc biệt là mình ấn mạnh cái nó hết. Trong khi nếu âm thanh liên tục mà tim bệnh tim thực thể ấn mạnh nó còn rõ hơn nữa. Thì ra khi chúng ta nghe cái người phụ nữ có bầu thì cái ngực thắt cái cuối thì ngực nó căng, và các em nghe thấy âm thổi đó, em đừng nghĩ chưa chắc đã bệnh tim thực sự ngay. Mình hơi ấn nhẹ không nghe thôi, từ từ xuống thì lớn mạnh có đau người ta này. Bác sĩ cũng khám tàn bạo quá nhé, cái ấn từ từ xuống đấy. Thấy mà tâm thổi nghe không thấy thì có thể tâm thổi nó là cơ nam chứ không phải là chuyện sinh tệ. Nó là âm thổi tuyến sữa này thì ấn mạnh thì nghe, mặc dù nó là âm thổi liên tục. Nên tâm đồ thì có thể thuyết trục lệch của chiếc trục trục lệch bên trái, thì vì cái thai nó đẩy cái cơ hoành đi, cái trình tuyến trong đầu nó lại như thế này, chụp lại như thế này. Có thể có biến đổi ST và T, có thể có Q, T đảo, L, K, V, 2, nhịp sông nhanh, thật rất là nhịp sông ta. Tất cả những này là có, nhưng mà nó cũng không phải là bệnh lý. Đây là biến đổi bình thường, triệu chứng cân nặng và triệu chứng thực thể, cùng triệu chứng điện tâm đồ trên phụ nữ có thai. X quang thì thường không có chụp, nhưng tuy nhiên nếu có, thì chúng ta có thể thay đổi một số thấy một số này. Thì nó không có gì là khéo. Rồi đến siêu tim thì người phụ nữ có thai khi làm siêu âm thì vì thể tích tuần hoàn gia tăng, do đó kích thước thất trái và thất phải gia tăng này. Mà nếu mà thể tích trong máu nó tăng thì tim nó phải bóp mạnh hơn, thì giới chức năng tâm thu thất trái tăng nhẹ kích thước nhĩ trái nhĩ phải, có thể có một chút trần dịch bằng tim, vòng van ba lá giãn hơn vì cái thể tích máu nó tăng, vòng ba lá giãn hơn. Ở văn văn áo và văn tầng mình phổi cơ nặng. Có một số người phụ nữ có thai khi mấy em làm siêu âm, em thấy có thể ở văn ba lá 1/4, ở văn tầng mạch phổi 1/4, đôi khi có hở 2 lá. Nhưng đến khi người phụ nữ xoay xong nó hết rồi, không còn nữa. Thành ra các anh chị phải cắt nghĩa chấn an người bạn. Cứ nhiều người sợ cầm cái đó đi hỏi không tu. Thành ra các anh chị cái đó không sao.
đấy là thay đổi bình thường ở phụ nữ có thai. Rồi như vậy thì về cái sinh lý của người phụ nữ có thai đó, huyết động nó có thay đổi, do chính là do thể tích tuần hoàn nó gia tăng, còn cái hormone trong người phụ nữ gia tăng làm thay đổi cái tính giãn mạch của người phụ nữ, mạch máu người phụ nữ. Bây giờ đến xử trí trong thai kỳ. Bây giờ nếu thai phụ bị suy tim bạn đi hà 1 đến 2 đó, thì người ta khuyên là không dùng thuốc. Tại cái chỉ nhớ là khi người phụ nữ có thai đó, luôn luôn chúng ta dùng bất cứ thuốc gì, chúng ta phải cân nhắc là thuốc đó nó có hại cho em bé trong bụng hay không, thuốc đó nó qua nhau được không, nó vô về hại em bé được không. Thì người phụ nữ chỉ cần phải hạn chế vận động, nếu cần bổ sung chất sắt và vitamin, hạn chế muối. Nếu nhà người ta nghèo quá thì nhớ khuyên người ta ăn thêm trứng, là cái protein của trứng là tốt nhất để nó làm tăng cái hồng cầu cho người phụ nữ nhé. Mình chỉ nhớ để ý. Rồi nếu suy tim độ 3 nên A3, 4 thì cần nhập viện. Rồi điều trị ngoại khoa thì nguy cơ phẫu thuật và tăng kháng nguyệt thứ nhất của thai kỳ. Thì thường thường ấy, là bây giờ nếu trong 3 tháng đầu của thai kỳ ấy, thì anh chị cho mổ, ví dụ mổ dạ dày hay mổ ngực chẳng hạn, thì nguy cơ cao lắm. Thứ nhất là nó hư thai, tử vong thai nếu có tuần hoàn ngoài cơ thể. Thứ hai là gì, là thai nhi. Thế ra bây giờ nếu tôi có người phụ nữ đó ngày hạ quan hay lán lại, thì thường thường tôi cố gắng để giữ đến tháng thứ năm tôi mổ chim hải tìm kiếm cũng được. Mổ vào tháng thứ năm thường tôi có khả năng để giữ được em bé, tức là vẫn cứu được cả mẹ vẫn còn đó. Thì lý thời gian lý tưởng khoảng đấy thứ 20 của thai kỳ, thế chung là 28 rồi, 28 thì nó lớn quá, dĩ nhiên 28 cũng được, nhưng lý tưởng khoảng đấy thứ 20 của thai kỳ. Rồi tuần hoàn ngoài cơ thể đặc nhiệt tốt hơn, nhiệt độ thấp, cái này chỉ thấp cho một chỉ thấp đó, chỉ thấp. Tức là khi chúng ta chạy tuần hoàn ngoài cơ thể đó, thì chúng ta, khi cái người bác sĩ chạy, ta biết, từ xưa người ta chạy, hypothermia là nhiệt độ nó thấp. Nhưng sau này người ta chấp nhận vòng với 37 độ thì tốt hơn. Và người ta trông đòi cái phần hoàn cơ thể, người ta dùng máu ấm để cho như vậy. Dòng bơm cao hơn, áp lực cao hơn, thời gian siêu sinh áp, mục đích bằng cái thai. Tôi nhớ 5K đầu tiên viện tim lúc mới mở đó, thì mới mở mình thời đó Việt Nam mình hẹp hai lá nhiều đó, mở viện tim thì bắt đầu năm 91 đầu 92 đấy, thì đây hồi đó là Việt Nam, đây là trung tâm độc nhất của mổ tim hở đấy. Chứ hồi đó trận đấy thì mổ tim hở chỉ có tuần hoàn, không có tuần hoàn cơ thể, chỉ lúc đó chỉ có làm mổ tim kín là chính, nó sẽ dư nó sẽ hỏng mổ tim kín là chính. Còn nếu có làm tuần hoàn cơ thể thì gọi là làm phương pháp mà gọi là hạ thấp nhiệt ấy, thì chúng ta chỉ ngưng tim được có 6 phút thôi, thì cái đó là phương pháp đó, hạ thấp nhiệt. Thì sau lúc đó thì ở đây là trung tâm độc nhất, lúc đó thì chưa kinh nghiệm đối phụ nữ có thai. Tức là nếu mà phụ nữ có thai mà ví dụ thai đầu 5 tháng, dù chúng ta mổ giữ thế nào thì giữ, sau đó thì cái thai nó sảy, tức là mổ sửa văn hai lá xong nó tốt thì mẹ rồi, nhưng ra ngoài hồi sức nào nữa, mấy ngày sau bắt đầu thư lại. Thì về sau nó bắt đầu có kinh nghiệm thì chúng ta hợp tác với lại bên mấy chị gây mê, bắt đầu kinh nghiệm hợp tác với bên từ dũ, tức là luôn luôn lúc mổ mời từ dũ đến. Thứ nhất là gì, mình mượn cái máy để theo dõi cái tần số tim của thai nhi. Thứ hai là mời mấy anh ở đó để khi nào cần dùng những thuốc giảm bớt co bóp của gò tử cung, thì người ta có máy, người ta đo đồ vò tử cung luôn. Cái gì nhớ là cái thai mới có 5 tháng, nếu tử cung nó vò quá nó có thể thư thai. Nhưng mà tim nhanh quá là dấu hiệu đứa nhỏ nó bị thiếu oxy, thì lúc đó chúng ta phải tăng thêm oxy. Thế vậy thì hồi đó tôi nhớ là bác sĩ Quý, bây giờ cô cũng phải hưu rồi, thì bác sĩ Quý là học VV bên Pháp này, cô ấy học sát của mấy anh là bác sĩ ở Bình Dân. Do đó thì chúng ta làm một phương tiện đó theo dõi. Thì về sau 10K hẹp hai lá, mổ tim hở, sửa van và hầu như chưa sống hết, mấy em bé vẫn giữ được hết. Thì bây giờ thì nó thành quy trình thông thường rồi. Chị Quý chỉ có làm mấy viết mấy bài đó đăng báo, rồi sau đó đưa đi các nơi khác chúng ta làm, hướng dẫn cho các em mình miền khác. Thì chúng ta bây giờ mổ tim, dùng mổ tim hở, chúng ta chạy những phương pháp này, chúng ta vẫn cố giữ được thai nhi cho bà mẹ.
và chúng ta chữa được người khác. Chúng ta phải theo dõi tinh thần liên tục để xử trí cái tình trạng, theo dõi cân gò thực câu. Nếu nó vào hiệu quả là thai nó ơ à, nguy cơ mất thai vẫn chỉ khoảng 10%, chứ còn giai đoạn đầu nguy cơ mất thai gần như 100%. Rồi bây giờ nếu những bệnh nhân nào đây là những thai kỳ nguy cơ cao, thứ nhất bây giờ tăng áp bằng mạch phổi, bệnh cơ tim rất là sốt cân máu trên 40%. Những bệnh mà hẹp van nguy hiểm hơn bệnh hở van. Bệnh hẹp van như hẹp van động mạch chủ, hẹp van hai lá, hẹp van động mạch phổi, hẹp van động mạch chủ, hồi chức mạc phang với đường kính động mạch chủ lên trên 40mm. Những bệnh tim còn sinh tím, bệnh nhân có van tim cơ học, thì những người bệnh nhân này người ta khuyên là không có thai hoặc chấm dứt thai kỳ. Phân xuất trong máu dưới với nguy cơ rất cao, áp lực động mạch phổi đến khoảng 60-70%, áp lực hệ thống nguy cơ cao. Nguy cơ cao này là nguy cơ cao cho bà mẹ đấy, tức là dù đứa nhỏ sinh xong rồi nó có sống, nhưng bà mẹ trong tuần đầu sau sinh nhiều khi nó lên cơn tăng huyết áp và bệnh nhân nổ thận, nó nguy cơ cho bà mẹ. Và đường kính động mạch trên 40 cũng là nguy cơ cho bà mẹ. Do đó thì khi mà các anh chị gặp người phụ nữ nếu có trong cái bệnh này đấy, thì chúng ta khuyên là không có thai. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào nó cũng dễ vậy đâu nha. Người ta có bầu rồi người ta mới đến gặp chúng ta. Tại tôi đã gặp những trường hợp ở đó qua bên trận ấy, hội trận bên chỗ chị Thanh Thái đó, là cái hai vợ chồng mình kỹ sư đó, thì tăng áp động mạch phổi nguyên phát, tăng được mạch phổi đến 90, còn bác cái bầu 8 tháng. Thì đâu làm gì đâu, thì đâu làm gì đâu, thì cũng đành để cho đẻ. Thành ra khi mà hồi chị 3 tháng đã hội chẩn rồi thì khuyên chấm dứt thai kỳ mà chị nó không nghe, thế là hai vợ chồng không có con không nghe. Đến khi 8 tháng sau, 8 sự vào 8 tháng hội chẩn lần nữa thì nói là cái này là 5 năm năm thua đấy, 50% tử vong bà mẹ, thăm vào bà mẹ sau khi sinh cho tuần đầu tiên sinh. Bất kỳ cái chị đưa đi sanh xong rồi, đứa nằm ở từ dấu nằm từ ngày thứ 3 nó tự tình nhân đầu tầng, nó cái gân tá của mình phổi. Nên đây là những bệnh rất nặng, các anh chị khuyên không nên có thai. Chúng ta phải chữa những bệnh để trước khi có thai, chứ còn tá của mình nguyên phát thì không nên có thai. Còn đây là trường hợp của phụ nữ có van động mạch chủ hai mảnh này, nha. Đường kính động mạch chủ lên 42 Việt Nam. Thì những trường hợp này thì khuyên không có thai, chúng ta phải phẫu thuật thay van động mạch chủ. Nếu van động mạch chủ đường kính mà 45 thì chúng ta thay cái động mạch chủ lên, và chúng ta thay và chúng ta biết để cho có thai. Tức là thay van động mạch chủ cơ học rồi thì lúc có thai chúng ta phải chữa cái gì? Thì cái này thì bây giờ cái này mình chữa dễ lắm, thì ngày xưa thì rất khó khăn. Bây giờ nếu bây giờ người phụ nữ đầu 25 tuổi đi, người ta thay van động mạch chủ cơ học, người ta là tôi muốn có bầu thì các chị chuẩn bị dễ lắm. Các chị không cho uống vitamin K nữa, thì uống vitamin K thì nó sẽ làm hại cho thai nhi. Cái vitamin kháng vitamin K đó nó qua nhau nhiều rồi, các chị không được chống syndrome, không được chống warfarin nữa, thì cái đó nó qua được nhau và nó làm dị tật thai nhi với tử vong thai nhi. Do đó thì nếu người phụ nữ mang van cơ học cũng có thai đó, thì tôi bây giờ tôi phải cho chích cái lovinox, tức là kháng heparin trọng lượng phân tử thấp, và tôi đo yếu tố 10A. Bây giờ bệnh viện thì đo yếu tố 10A này, thì đo nó đạt yêu cầu chúng ta giữ như vậy. Thì thường thường là đến tháng chích như vậy gần 9 tháng, sau đó người ta vẫn sai được. Nhưng chích như vậy nhiều khi nó cũng tội, nó là sai, cái người nó bằng hết. Thì đa số là tôi cho chích 3 tháng đầu, 5 tháng giữa đó thì mình cho uống syndrome được. Tại 5 tháng giữa thì mình không sợ cái thuốc chứ kháng đông nó qua nhau nó dị tật đó, thì qua sau 3 tháng đầu thì cơ thể của cái em bé trong bụng mẹ đó nó đã hoàn chỉnh rồi. Các anh chị có kháng đông cũng sao nữa, nhưng cái tháng cuối cái chị ngừng kháng đông, cái chị lại chích lâu về đó thì các anh chị cho sạch được. Bây giờ cái này dễ, nhưng ngày xưa cái này xưa khó. Rồi đây là bệnh tim mà trong thai kỳ sử dụng tích hợp giúp bảo vệ mẹ và con. Bây giờ bệnh tim bẩm sinh là các bạn chúng ta thường gặp, có thai có người bệnh tim bẩm sinh người ta không biết đó. Nguy cơ với mẹ tùy thuộc vào loại bệnh tim bẩm sinh, thủ thuật bỏ tim đó được thực hiện, mức độ tí của chức năng tim,
nguy cơ với con bị tổn thương thần kinh chức năng tim của mẹ, thì tử vong thai nhi có thể đến 40% với mẹ có bệnh tim bẩm sinh tím, 20% với mẹ có bệnh tim bẩm sinh không tím. Tôi lấy ví dụ nhé, bây giờ nếu mẹ bị bệnh tứ chi phalo thì chẳng hạn, tôi đã gặp rất nhiều tứ chi phalo vẫn có bầu như thường, vẫn có bầu như thường thì tôi bệnh tim bẩm sinh tím. Thì chúng ta biết nếu bệnh tim bẩm sinh tím thì cái máu nó nuôi em bé thường nó không đủ, có thể em bé nó đã chết trong bụng mẹ, thai nó chết trong bụng mẹ. Còn nếu nó tức là tử vong thai nhi nó có thể có tùy theo mức độ tím. Còn nếu mà bệnh nhân mẹ mà suy tim nữa thì phân số tăng máu độ 40%, khả năng cần đứa con nhỏ chết trong bụng mẹ cũng cao. Rồi nhưng mà cái sợ nữa là cái đây là tử vong thai nhi này, cái sợ nữa là tử vong của mẹ nữa, tức là mình người mẹ sau khi sinh con mình tin bẩm sinh tới sinh con mà mẹ vẫn có thể tử vong. Thành ra thường thường anh chị phải cắt nghĩa cho hai vợ chồng, luôn luôn nguyên tắc là người ta đến nào hỏi khám á, anh chị phải mời cả hai vợ chồng cũng cắt nghĩa, không bao giờ cắt nghĩa một người đấy nha. Cắt nghĩa hai vợ chồng nói là vào tất cả những điều cắt nghĩa anh chị phải ghi vào, chứ còn mai mốt họ cái vậy thì chối vậy, nói bác sĩ không cắt nghĩa mình chết, anh chị phải ghi vào nói là ta cắt nghĩa là nguy cơ người mẹ có thể tử vong và con cũng tử vong. Đó, thì ra phải cắt nghĩa như thế nào. Các anh chị có cần thu âm không? Các anh chị có thu âm không? Tôi ở tâm thức cô chung với tôi bị bệnh nhân thu âm này đó. Cái buổi mình thu âm bệnh nhân nó thu âm. Thì nó thu âm là chuyện đúng ra thì hôm trước thấy báo cũng đang về vấn đề thu âm lời bác sĩ đó. Đúng ra không được đó đi nha. Hôm trước báo cũng đang vấn đề. Nhưng họ lẽ nó thu mình đâu có biết. Họ gửi cho con ở bên Mỹ rồi đó, thì bên Mỹ đó coi mình nói có đúng hay sai, đố tin mình. Còn nhưng mình nhớ mình ví dụ mình nói với nhân mình thu băng thì thật ra không nên. Nếu có thu băng thì phải nói cho người ta biết là tôi sẽ thu băng những lời nói này, cái gì đừng có thu băng lén nhé, cái đó kỳ lắm. Trừ trường hợp em nào điều viên thì thu băng lén, chứ còn đừng đó. Còn không có thì mình cẩn thận đó. Mình mời thêm một người thứ hai, ví dụ mà em là bác sĩ, em mời thêm một cô điều dưỡng trưởng vô ngồi với em, bên kia là hai vợ chồng người bệnh nhân em cắt nghĩa chứ. Thường thường như vậy thì nó rõ ràng và mình ghi những lời đó vào hồ sơ. Đó, thì nó như vậy thì mình vẫn tôn trọng như vậy, chứ mình thu vong đối với mình không tôn trọng. Còn nếu muốn thu vong phải hai bên đồng ý là hai bên này thu vong hết. Còn những cái chuyện này là những cái chuyện người ta có thể kiện sau này đấy, các chị nhớ. Bệnh nhân lúc chúng ta cái nghề y nó quay đau đớn là thế này, các anh chị chưa khỏi không sao hết, cảm ơn có thể thôi, nhưng các anh chị chữa mà chết thì làm sao, sẽ bắt đầu lo lắng đến đầu anh chị đã kiện anh chị. Nó thì ra các anh chị nhớ là những cái này phải rất cẩn thận. Vợ nó chết nó nóng lòng nó có thể rút súng nó bắn anh chị được, bác sĩ có chạy bao giờ thì nó được con nó bao giờ thầy chạy rồi sao chạy. Hồi đó thầy làm ở tỉnh nên mới ra trường đó, thì con mổ cho những người mà lính sẽ bị thương đó, bị thương người ta nằm rơi trong sình đó, sình là người ta bị con Clostridium cả phân răng, con là ví dụ cái thế đấy nha, nó nằm nó vết thương nó thối, cái con nó kỳ lắm, nó hoại từ hết cái chân, nó cứ chạy lên từ từ. Cái chị cư không kịp phải cư đến đây thì nó nóng bạn nó bắt nó bóc súng được bác sĩ là thường thầy không bị giờ những người bạn thì được thấy bảo thôi chạy ra rồi chứ rồi đến khi nào yên thì đấy đừng có bảo mình người hùng đứng lại nhé ông cuối nha. Thành cái con Clostridium nó khác với con Clostridium botulinum, em biết botulinum nó khác đấy nha, tại sao mình bị con Clostridium botulinum không ai biết đâu. Nó học qua đó bao giờ chứ? Cái đâu mình học cái chủng năm thứ hai qua học qua nó rồi đó. Con đó là nó ở trong những cái đầu hộp đóng kín mà thầy nghi được cái hãng công ty lối sống mới này nên chế pate chay bằng nó mua pate cũ ở nước ngoài, pate thiệt á, thì nó mới nhiễm con Clostridium chứ. Nếu các em nào bằng rau thiệt sự làm sao nhiễm, thầy thành vừa vừa cũng qua thành còn thầy đọc ra hết rồi đó. Nếu mà anh em làm một rau đàng hoàng làm sao nó nhiễm con Clostridium,
Thầy nghĩ cái công ty nó làm bậy bạ lắm. Anh mua cái pate cố thì anh nhồi thêm trộn mùng 1 xong rồi bán cho người ta ăn, nó mới còn nhiễm phân clostridium. Cái nó pH nó phải dưới 4,6 mới nhận nhiễm. Nó thì nó đủ thứ cho chuyện rắc rối đó. Nó thành mà cái con nó đáng sợ thì cái liều detoxin của anh em rửa, tức là mình nhập cái detoxin của mình. Nó ăn đó, nó vừa đắt tiền mà chưa mất mấy tháng đấy mà. Mấy em tưởng tượng là đọc cái thở 2 tháng thì làm sao? Mấy em có thể chụp hồi sức bao giờ? Đặt mấy thở 2 tháng nó nhiễm trùng phổi, mình đủ chết rồi. Nó khủng khiếp rồi, thế chuyện này không biết công ty sao làm mày bạc thế đó. Cái nhiễm con nó đáng sợ thì cho mấy em thấy đồ hộp á, mà nó hơi phồng lên thì làm sao? Nếu con muốn ăn quá con làm gì? Ủa, thì lúc đó mình nếu mình đói quá thì con nhớ đun thêm 100 độ ít nhất 15 phút thì cái độc tố nó chết. Nếu ví dụ mình tự nhiên mình nhốt vào cái hang đảo đó mà mình gặp cái đồ hộp nó phồng lên thì nhớ đun lên thì ăn cái độc tố nó chết. Thì nhớ tất cả những cái chuyện này đó, tại vì nó quan trọng đến cả sinh mạng lẫn bà mẹ em bé. Các anh chị phải rất cẩn thận, anh chị không cẩn thận là người ta kiện, người ta làm đủ thứ rất rối xong này. Vậy bây giờ cái bệnh tim bẩm sinh mà sung sướng nhất là bệnh thông liên giấy, nó không hề ảnh hưởng đến mẹ và thai. Khuyến cáo có thai không, tùy thuộc áp lực động mạch phổi, tình trạng sức khỏe của bạn. Tức là áp lực động mạch phổi nó 30 thì cái phụ nữ nó có thai thoải mái, nhưng mà nó có là 10% em bé sẽ có bị bệnh như mẹ. Tôi đã gặp rồi đấy nha, cô bảo mẹ phải bị thông liên giấy, 703 đứa con thông liên giấy hết. Tức là nó có cái sự di chuyển, mặc dù người ta chưa tìm ra gen. Tức 10% em bé có thể bị lỗi mẹ vì thông liên giấy. Thì ra tôi thường tôi khuyên này nè, ví dụ một cô có đỏ 20 mấy tuổi lấy chồng, cô có thông liên giấy, lỗ có nhỏ thôi, lỗ nhỏ độ 10mm thôi, chưa cần nóng, không có được bệnh hỏi. Cô hỏi là em có con được không? Thì em trả lời sao? Cứ hỏi em có con được không? Thông liên giấy 10mm, áp lực động mạch phải 30, em trả lời sao? Có con được, thế mình nói có con được. Nhưng tôi phải nói trước câu là nếu em biết cái thông liên giấy này trước á, thì đến lúc em đẻ con em nó không bệnh. Còn nếu em không biết á, có thể em đẻ con em nó có 10% khả năng bệnh. Đa số tự quyền ta biết con để đứa con nó phản vệ nhé. Người ta cái gì nhớ, cái biết thì người ta. Rồi thông liên thất thì lại khác, nếu nó có tăng áp động mạch phổi thì nguy. Thì chúng ta không có nên có thai, chúng ta điều trị trước khi là chúng ta để cho có thai. Và 22% thai nhi cũng nguy thông liên thất tốt qua mẹ. Thông liên nhí thì ít hơn, thông liên thất thì nguy cơ, thai nhi giống mẹ nhiều hơn. Rồi còn nó động mạch thì nó giống như thông liên thất thôi, nó cũng là tăng áp động mạch phổi. Nó tùy thỏa là được một chức năng tất trái, chúng ta quyết định đó. Nhưng mà còn động mạch ngày nay thì ra thì dễ quá mà. Các anh chị nên biết, ngay cả thông liên thất lỗ nhỏ, người phụ nữ đã có chồng, tôi cũng vẫn muốn biết trước. Là như hôm trước tôi có kể các anh chị đó, thường thường thông liên thất, khi mà phụ nữ có thai nó dễ bị viêm lột tâm mạng nhiễm trùng kinh khủng lắm. Tôi đã gặp ca đó, viêm lột tâm mạng nhiễm trùng rất nặng, phải mổ, mà may cái ca đó là vừa lúc đó 5 tháng vừa giữ được cái thai, vừa biết được cái thông liên thất đó, sau đó là mang đẻ, mẹ chọn con buông hết. Tức là các anh chị nhớ nhé, ống động mạch thông liên thất, nếu người phụ nữ đó mà có thai đó, thì cái sức đề kháng lúc đó nó yếu, khả năng bị viêm lột tâm mạch nó rất cao, đó thì ta khuyên người ta đóng trước. Tư chức phát lo là bệnh tim bẩm sinh tím này, dấu hiệu nguy cơ cao ở phụ nữ tư chức phát lo là dung tích hồng cầu trên 60%, cái độ hậu suy đen đó trên dưới 80%, tăng áp vùng thất phải, có cân ngất, thì đây dấu hiệu nguy cơ cao. Thì tư chức phát lo thực ra thì không nên khuyên không được có thai, chúng ta phải giải phẫu trừ diễn chia tẻ trước khi có thai. Cái chỉ nhớ là đây là cái bệnh mà chúng ta phải phẫu thuật chia tẻ. Đây bệnh bây giờ phẫu thuật rất dễ dàng, là như viện tim khả năng 1 năm từ 20 năm qua, tôi nghĩ khả năng đến 1-4 năm thì chính phá lô rồi. Thì ở đây các chị có kinh nghiệm, các chị chỉ rất chia tẻ xong cái đề cho người phụ nữ có thai. Bây giờ thầy hỏi với em, bây giờ một người phụ nữ mổ từ trước phá lô cách đây 5 năm,
Hôm mồ côi hồi 15 tuổi, bây giờ côi 20 tuổi, côi lập gia đình. Hôm mướn có thai, côi đến em là bác sĩ tim mạch, côi đến hỏi em, hỏi bác sĩ 5 năm trước được mổ phân lô. Bây giờ muốn có thai, bác sĩ nghĩ sao? Em nghĩ sao ta? Thầy thấy em hơi già áo tím, em quay đầu lại đấy. Em nói, dạ. Em cảm bảo thế nào em? Dạ thưa thầy thì tức là đã mổ thì là tức là mổ hoàn toàn thì là đã và VSD và là nong hệ động mạch phổi. Tức là không, tức là sửa động mạch phổi. Dạ, và biết không nên thất. Dạ. Thì là mình kiểm tra cái áp lực động mạch phổi. Chưa khi kiểm tra áp lực động mạch phổi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, tức là thế này nhé. Mình cũng phải làm như một ca thông thường. Đầu tiên em phải thời hỏi triệu chứng cơ năng nhé. Em nói xưa ngày cho ông thầy giáo làm chết rồi. Thầy nhớ hồi xưa mình nói trước cách như là ông thầy hỏi cứ nói ngay cận lâm sàng. Ông nói cận lâm sàng ông đi la đấy. Đầu tiên em hỏi triệu chứng cơ năng. Và đi lại có mệt có thở hay không? Và leo cầu thang có được không? Và có tập thể dục mỗi ngày được không? Thế và thứ nhất phải không triệu chứng cơ năng. Sau đó em bắt đầu nghe tim. Nghe tim em coi, mỏ tim, tim có bị lớn không? Mỏ tim lớn lên 5 trên lên sừng 4 lên sừng 5 trong đường trung đỏ. Nghe không tiếng phổi, không tiếng calo. Em sờ gan nó không lớn. Em thấy tích mạch cổ không nổi. Em yên tâm với thứ hai nhé. Em thấy không dấu hiệu thực thể của bệnh tim, kể cả suy tim. Rồi thứ ba em đo điện tâm đỏ. Lên từ đầu em thấy blood như sắt đầu ba em cho có bỏ được. Không đỡ chắc cho có bỏ. Bắt đầu tôi là ok, chỉ có blood như sắt đầu 1 cho có bỏ được. Có chế độ 2, thứ 2 không được có bỏ, có chế độ 3 không được. Rồi cái đo điện tâm đỏ. Thứ hai em lúc này em có quyền chụp chest x-ray vậy mà chưa có bầu mà x-ray nó không có gì nha. Sau đó em bắt buộc phải làm siêu tim. Siêu tim thì như em vừa nói đó, mình coi áp lực động mạch phổi. Nhớ là có bình thường tư chức phân lô áp lực động mạch phổi không tăng, nhưng có việc mổ xong việc sao nó tăng thì đã gặp ca rồi. Cái áp lực động mạch phổi coi chức năng thất trái tại người kia người thường ngủ bằng tay đó, cái thể tích tuần hoàn nó tăng lên thì cái nguy cơ là tích nó phải bóp nhiều hơn. Thành ra cái chức năng thất trái nó quan trọng. Cái thứ hai là áp lực động mạch phổi. Áp lực động mạch phổi càng cao thì máu nó càng đi có. Thành ra em phải để ý hai cái đó. Nếu tất cả không có thì người phụ nữ đó có thể có bầu và xây dựng bé được. Tức là thầy ý thì muốn hỏi với em là khi người ta đã mổ tim rồi, khi người ta muốn để hỏi người ta ý kiến thì mình cũng phải khám đầy đủ từ đầu đến cuối. Mình có thể kết luận được. Rồi, thì đây là tư chứng phân lô. Nhưng mà cái mình sợ nhất là gì? Người ta thấy cái phân lô mặc mày tính gác được bác những cái bầu đến là tội của thằng nào không? Nó cái con nhỏ nó đi ra đồng, nó dám chân vị thần nó có bầu được không? Thì mình đọc chuyện cổ tích nên là dám chân vị thần bầu con nhỏ nó bảo con đúng với ai tự nhiên con có bầu. Thì nhiệm vụ mình không phải là ra hỏi cái đó, nhưng nhiệm vụ mình phải giải quyết cái bầu cho nó. Thì thường thường là nếu có bầu trong 5 tháng đầu thai kỳ thì khuyên phá thai. Nếu mình quyết định thường thường là thầy sẽ mời cha mẹ nó với nếu nó chưa có chồng nó có bầu mời cha mẹ đến phải quyền chứng tích thai kỳ nếu trong 5 tháng đầu chứ còn 6 tháng là cả vấn đề khó khăn nên là gì nữa đó, trong 5 tháng đầu phá còn dễ thì quyết định có nên nó đến tận năm mà thầy đã gặp trường hợp tháng thứ 7 rồi thì lúc đó thầy phải mời cha mẹ đến kết nghĩa còn cái này chúng tôi không làm gì cho con bà được hết nhưng mà nhớ là có sanh thì sanh bệnh viện lớn cứ phải lên thành phố Hồ Chí Minh sai và sai xong nó có cơ gì cái từ thì mình bệnh tim mạch chưa thấy chưa mình gần lớn mới được và nói là con bà có 50% nguy cơ tử vong sau khi sai nói trước thì ông có đã bảo là bác sĩ cũng cách nghĩ đấy nên đây người phụ nữ có thai đó thì cái nếu mà có bệnh tim bẩm sinh tím mình rất sợ bệnh Epstein là bệnh của van ba lá tiên lượng thai phụ tùy thuộc độ nặng của van ba lá nặng suy thất phải mất động tím hiệu quả phẫu thuật và nếu nó chưa phẫu thuật thì không nên có thai Epstein tiếp A thì có thai được Epstein tiếp B tiếp C thì không nên có thai và những người phụ nữ này cần kháng sinh phòng với loại tế bào nhiễm trùng theo dõi sát huyết động khi sanh thở theo oxygen điều trị nội khoa do huyết áp không giảm nhiều hay giảm đột ngột rồi như vậy thì cái bệnh Epstein là bệnh vẫn có người phụ nữ có thể có thai nhưng mà khi sanh chúng ta phải rất cẩn thận thì bác sĩ sản khoa sẽ phải học cái này thường thường là người ta lên người ta hỏi ý kiến của bác sĩ tim mạch trước thì thường thường nếu thầy cả thầy sẽ ghi vào thứ nhất thì cho kháng sinh phòng nguyên tố nhiễm trùng thứ hai khuyên là phải theo dõi sát huyết động
và cho thở oxygen cho xây. Còn ví dụ người ta hỏi tôi muốn mổ bắt con được không, thực ra cái này có khi thấy thích cho mổ bắt con hơn. Nếu bệnh viện nó chưa kinh nghiệm, người ta mổ bắt con cho rồi, cesarean đó, mổ bắt con thì thường theo dõi kỹ hơn, chứ ở bệnh viện những khi nó theo dõi ảo cũng chết như vậy. Thì bây giờ bệnh tim bẩm sinh tím phức tạp và hội chứng Asperger, tử vong thai phụ đến gần 44%, từ đó bị chấm dứt thai kỳ. Nói thì sung sướng lắm, bệnh nhân nó cũng lì lắm, nó không chịu chấm dứt, còn đành chịu thôi, mình không làm cái gì. Ghi hồ sơ vấn đề này, vợ chồng từ chối chấm dứt thai kỳ, ghi hồ sơ. Nếu cần có cô điều dưỡng trưởng cũng cần có ký làm chứng nữa, chúng tôi đã bác sĩ ghi lại nhé anh chị. Và khi nó sai thì tử vong của mẹ sẽ cao. Đây là khả năng sinh sống tại vụ có bệnh tim bẩm sinh tím là nếu omeglobin mà trên 20 g/dL, người ta làm nghiên cứu trên 26 tại vụ, số sinh còn sống có 2 trên 26, tần suất trẻ sinh còn sống có 8, các bạn thấy có 26 bà thôi trên 20, cứ đòi có bầu để con xong chết hết 24 bà, còn sống có 2 bà. Nên coi em có thể lấy cái bảng này ra chỉ cho bà mẹ các nghĩa. Ví dụ mình nói người ta mới 3 tháng, cái con nhỏ nó bị hoán vị đại động mạch, mặt mày nó tím ngắt tự nhiên nó có bầu. Nó thể hiện về cái cách chỉ chỉ này này, con bà có thể chết. Thì ra nhớ là phải, còn nếu con em bé cũng vậy, 8 đứa sống, còn 22 đứa nhỏ chết. Cái saturation đó vậy, nếu dưới 83% chết cũng rất nhiều. Nói tới đây, con số liệu này nó giúp chúng ta dễ thuyết phục người ta chấm dứt thay kề. Còn nếu có là mình cũng cách nghĩa là tại sao nó nguy hiểm. Được. Rồi bây giờ chúng ta qua cái thứ hai là thai phụ bị van tim, các anh chị sẽ gặp nhiều hơn. Thì quy định chung đối với thai phụ bị van tim gồm, thứ nhất là chúng ta phải phòng thấp bằng kháng sinh này, hạn chế vận động thể lực ở trẻ bệnh nhân có triệu chứng cân nặng, phòng ngừa cái nội tâm bằng nhiễm trùng khi sinh, theo dõi sát huyết áp mới chuyển dạ. Thì phòng thấp bằng kháng sinh thế này là ngày xưa đó, chúng ta học những cái bài thì thấp tim chúng ta chỉ phòng 5 năm hoặc đến năm 55 tuổi hoặc đến năm 40 tuổi thôi. Nhưng bây giờ người ta khuyên là nên, tại vì bây giờ nhiều khi có những đợt tự nhiên nó bùng lên bên Mỹ, thì ra người ta khuyên là bây giờ những bệnh tim sinh mà hậu thấp và ban nay là đa số cũng cho uống luôn phenin liên tục suốt đời hai bên như thế vậy. Okay. Và hạn chế vận động thể lực là đương nhiên rồi. Và viêm nội tâm mạch khi sinh thì các anh chị dùng cái phòng ngừa cái nội tâm mạch, nhưng mà không được uống là 4 viên cái 2 gram amoxicillin là đủ rồi. Và cái này là quan trọng nhất là theo dõi sát huyết động và chuyển dạ. Các anh chị phải theo dõi cả cái tiền tiêm thai, nếu nó bắt đầu mổ thì có khi phải chấp nhận mổ sớm. Và nhớ là những cái phụ nữ này có bệnh tim, ví dụ hẹp hai lá, thì nếu người ta mất máu thì cái cung đường tim nó sẽ không đổ. Thì tim dù có bóp mạnh lên thì nó không tăng được cung đường tim. Trong bệnh van tim giống như phụ nữ thai phụ đó, thì hẹp van nó sợ hơn thẳng van. Sự chăm sóc thay đổi cho tổn thương hẹp cái ảo và theo lại van bệnh. Ví dụ hẹp van hai lá này, nguy cơ phủ cấp nhiều nhất vào tháng thứ 7 của thai kỳ, tức là lúc khối lượng tuần hoàn cao nhất vào thời kỳ chu sinh và sau khi sinh đó. Tại vì vào tháng thứ 7 có lượng tuần hoàn lên đến 70% ở thai kỳ, lúc đó có thể lên phủ cấp. Nhưng nếu người ta qua khoảng tháng thứ 7 đến tháng thứ 8 hay thứ 9 rồi mà người ta không phủ cấp nữa thì cũng sợ, nhưng mà sau sinh vẫn có thể tử vong sau sinh. Có thể nói đó, khi người phụ nữ thì sang thì nên nằm ngửa hay nằm nghiêng hay nên sinh đứng. Còn nếu con nó đọc truyện ngày xưa sinh đứng được không? Còn con gái thì hỏi con không biết, con chưa sinh lần nào. Tất cả các tư thế phụ nữ đều có thể sinh được, người ta đã chứng minh rồi đó. Thì có những dân tộc nó sinh nó đứng, có dân tộc đứng dưới nước nó sinh, có những dân tộc nó nằm ngửa sinh, thì đa số mình nằm ngửa nên sinh rồi, nhưng mà nằm nghiêng sinh cũng được. Và thì thế này, khi thầy soạn cái bài này, thầy đọc cuốn sách bên Mỹ, nó cho thầy cái hình, nó bảo phụ nữ hẹp hai lá nên nằm nghiêng sai, chứ không nên nằm ngửa. Thì khi mấy em nằm ngửa đó, thai nó đèo tĩnh mạch chủ dưới,
nó làm máu nó tụ phía dưới chân, cái thai xuống, mà khi mà phụ nữ đẻ sau nhau nó thoát ra, cái tử cung nó co lại rồi, nó đâu có gì đè lên phải chuyển dưới, hoặc hai cái cẳng chân bên phía dưới mình ít nhất một nửa lít máu nó ào ào nó đổ về tim, cộng thêm 17% lượng máu của tử cung nó đổ về tim, hai cái đó nó đổ về nó làm tim hẹp hai lá hoặc hẹp đồng bình chủ chịu không nổi dưới của phổi cấp. Thì hồi đó thầy đến từ dỗ thầy giảng cho cái nhóm cô Ngọc Phượng, và cô Ngọc Phượng cô còn là giám đốc bệnh viện Từ Dỗ đó, lúc đó thầy trưởng khoa tim mạch với cái Phượng mời thầy đến giảng. Thầy giảng thầy bảo bây giờ mấy anh chị phải cho nó sinh nằm nghiêng, cô Phượng nó không nghe, thầy chiếu cả cái hình ở bên Mỹ đó, nó có cái bàn nằm nghiêng treo một cái chân phụ nữ lên trên để nằm nghiêng, còn mai mốt còn tinh thử ở đó thì cái đó nó nhẹ lắm để xong nó không mệt đó. Nhưng mà ở đây từ dũng thì không treo được, cái bên Mỹ đáp đồng đấy, phụ nữ đấy bệnh tim nặng quá, suy tim nặng quá, nó cho đẻ nằm nghiêng, nó có cái hình treo chân lên thì bệnh nhân sẽ không phù phổi cấp sau sinh, phù phổi cấp chết là phù phổi cấp sau sinh này. Thì do đó thì tốt nhất là sao nếu bị con hay lá thì chúng ta nong văn bằng móng trước khi là để cho có bầu, còn ở trong thì có bầu nong văn vẫn được nha. Khi mà chị phụ nữ có đương có thai và có bầu, nếu hẹp văn hay lá đơn thuần thì cái tháng lý tưởng để chúng ta nong văn là tháng thứ năm. Từ đây kể tại sao tháng thứ năm, tại vì nong văn vào tháng thứ năm đó thì thường thường cái thai vẫn giữ được, nong nó sớm quá thì cái thai nó em bé nó còn yếu không giữ được, nó nong thai giữ được, và do đó thì chúng ta nên nong văn phòng bóng. Và nong văn phòng bóng mình sợ nhất là mình chiếu tia xạ, tia X quang đó thì em bé bị nhiễm tia nhiều. Thì thầy có đọc cái bài của anh Nguyễn Quang Tuấn, bây giờ anh là giám đốc của bên bệnh viện Bình Mai đó, thì có dự cái buổi hội nghị anh trình bày là anh vừa nong văn phòng bóng vừa kết hợp với siêu âm tim qua đường thực quản, thì thời gian chiếu tia có 2 phút rồi, trong khi nếu nong văn phòng bóng thông thường thời gian để đạp cái máy chiếu tia khoảng 10 phút. Cái bài thì rất thích của anh ấy, ra thì khen Tuấn, tôi bảo cái bài này rất hữu ích đấy, tức là chúng ta nong làm sao chúng ta em bé bớt bị tia xạ càng tốt, và chúng ta dùng cả siêu âm tim qua đường thực quản để kết hợp. Vì ngày xưa cái bệnh này ngoài Bắc rất nhiều này. Hồi thầy ở ngoài Bắc thì biết ngoài Bắc thì nó ẩm thấp, nó hơn miền Nam. Ngoài Bắc bệnh văn tỉnh hậu thấp, ít tiếp có trôi có vang ở trong Nam. Bây giờ thì mình đỡ, bây giờ thì giữa hai miền đỡ rồi, tại vì cái kháng sinh mình nhiều quá, mình uống bệnh nhiều quá, cứ đau họng mua kháng sinh uống, giờ phải có lợi đấy. Mình chữa bệnh mà lại có lợi, thì giờ bây giờ mình còn tiểu lớp em lấy đâu còn đâu. Chứ còn hồi xưa lúc thầy là học đi học á, 90% bệnh nhân nằm bệnh viện là hẹp vai lá tóc em, nó không đâu có gì đâu anh mình cành đâu. Và bây giờ mình sung sướng quá thì mình bệnh vành vàng nhiều, còn tim họ thấp ít quá. Bây giờ mấy em lợi nào, lợi mình cành thì mình vẫn tim họ thấp, con có lợi gì con? Không lợi gì, không lợi gì, chịu bất tập thể dục đi. Rồi bây giờ đến hẹp vai lá thì chúng ta chờ nhẹ năng vừa có áp lực không cao thì sinh một đứa âm đạo nhé, nhưng bắt buộc phải mổ. Gây tê ngoài mỏng cứng rất thích hợp, các anh chị biết gây tê ngoài mỏng cứng không? Rất ở bên Mỹ tất cả chỉ gặp đẻ không đau, nó đều gây tê ngoài mỏng cứng hết á. Mà gây tê mỏng cứng thì người phụ nữ phải trả thêm $5,000 ấy nhé, gây mỏng cứng. Bên Mỹ đẻ con tắt ở trong người ta ở Việt Nam nhiều lắm, để con đẻ với con bên Mỹ hết chừng $15,000. Ở Việt Nam đẻ đứa con rẻ lắm, thì mình mới đẻ nhiều được. Mình đẻ được mấy triệu vàng, nó đẻ đứa nhỏ rồi. Rồi bây giờ hở hay lá thì mấy em chỉ cần nhớ một câu thay phụ huynh con tin là bệnh nào hẹp sẽ nguy hiểm hơn bệnh hở. Tại sao hẹp với nguy hiểm? Tại vì khi mình phụ nữ đẻ xong đó thì cung lượng tim nó cần tăng nhiều cung lượng tim, tại vì nó bị mất máu đó, tim nó phải bóp mạnh tăng cung lượng tim. Nhưng nếu ban đầu mình chủ nó còn có 0.4 và hay lá thì tích 0.5 làm sao nó tăng được cung lượng tim. Thì giờ mấy em chỉ cần nhớ một câu, có trách nhiệm nào nó sẽ hỏi bệnh hẹp sẽ nguy hiểm hơn bệnh hở hay không? Thì bệnh van hay lá hẹp thì nguy hiểm thai phụ như bệnh hở, hở thì nó ít nguy hiểm hơn. Thai phụ thường dung nạp tốt, thai phụ dung nạp tốt với hở van hay lá này, khám nghiệm lâm sàng siêu âm tim này,
Khi có triệu chứng cơ nam có thể sử dụng loại tiểu dizopsy, niralazy hay đi có thể giảm hậu tả. Mấy em nhớ là suy tim thì ta có thể dùng niralazy cộng với nitrate, isosorbide nitrate để chữa được. Thì nó tương tự như khả năng nhớ chứ không chuyển. Rồi hepat là mạch chủ thì nó nguy cơ y như thảo khai lá đó. Nguy cơ cao cho thai phụ, khuyên nên chấm dứt thai kỳ thì nó lẫn nhau với hẹp hai lá. Rồi hở van là người chủ thì nó giống như hở van hai lá. Hội chứng mạc phang nguy cơ thai phụ nó khủng khiếp lắm nha. Hội chứng mạc phang nó xảy ra cả mẹ lẫn con này. 50% con bị di chuyển bệnh này, mẹ có thể bị bóc tách động mạch chủ, tụ cầu bị suy sinh, kích cỡ những mạc phang kỳ lắm. Và mẹ và ấy sinh được rồi, mà như nằm ở trong hậu sản ấy, tự nhiên mấy cái lên cần bó tay một chút mà có thể tử vong. Thế nên nếu mấy em nằm bác sĩ tim mạch, nếu mà thấy người tầm mời đến khám người phụ nữ sau khi sinh ấy, như nằm ở trại mà cứ đau ngực và đau sau lưng ấy, mấy em quay trường người phụ nữ có thể bị bóc tách động mạch chủ, nhớ làm siêu động mạch chủ ngay cho người phụ nữ. Còn ngày xưa mình ít biết cái đó, bây giờ cái đó bị nhiều lắm, bây giờ chúng ta bỏ được. Nên về phổi chứng mạc phang nên quyết định không bao giờ chấm dứt thai kỳ. Cái thế này mà đưa đến nước Đức và thời biết la là ông giết mất rồi. Thì để cho dòng giống nó tốt, tại cái gen là mình di truyền. Thành ra không có thời chấm dứt thai kỳ. Chứ còn nếu cái mạc phang cái đại hoàn nó sanh ra mạc phang tiếp hoàn. Cho nên là bài các con. Thực ra mình không có quyền làm bài nhé. Thì ta mở chứng mạc phang mình không có quyền. Nhưng mình có thể quên người ta là mình cách nghĩa cho người vợ với chồng, tại bây giờ bỏ cho ông bà có hội chứng mạc phang. Nếu ông bà đẻ đứa con ra 50% con bà có hội chứng mạc phang, mà già giữ thì không được quyết định của vợ chồng mình, bác sĩ mẹ không còn quyết định. Cứ cách nghĩa cho người ta, nếu người ta bảo không tôi vẫn muốn giữ con thôi, anh thì phải lo cho đứa đẻ sanh một đường. Thì cái nghề của mình là vậy, mình không có quyết định thay bệnh nhân. Anh chỉ cắt nghĩa cái nguy cơ vậy, nhưng mà vợ chồng người ta quyết định, người ta muốn giữ con đó. Ví dụ ngay cả con người ta có chứng đau, người ta muốn giữ cái chi tiết để nguyên, cái gì không có quyền chấm dứt thai kỳ người ta. Rồi thay van nhân tạo, cái này mấy em sẽ gặp thường thường, ít nhất nước mình có mấy chục ngàn mà người mang van nhân tạo rồi và họ có con đó, thì cái gì làm sao mà muốn cho họ có con được? Thì nguy cơ thai phụ bằng gia tăng huyết động lúc có thai này. Khi người phụ nữ có thai đó, thì tình trạng tăng đông nó cao nhiều. Ví dụ bình thường người ta chỉ cần uống 1/4 viên Centrum 40mg nó ok, INE nó đạt 2-3 chẳng hạn. Nhưng mà khi có thai thì thường bị tăng liều, nên tình trạng tăng đông nó tăng lên. Nguy cơ với thai nhi là thuốc kháng đông, thuốc tim mạch khác. Thai phụ mong văn sinh học có nhiệt xoang, không cần dùng kháng đông. Tuy nhiên ví dụ cái cô đó cô ấy 25 tuổi đấy, cô ấy được thay văn sinh học mục đích để cô ấy có thai khỏi kháng đông. Nhưng cái gì nhớ cách nghĩa thì người ta là cứ mỗi lần có thai đó, cái đời sống cái van nó bị kém đi đấy, van sẽ bị vội hóa nhanh, cái đời sống van nó sẽ ngắn lại. Thường thường cái văn sinh học đó, cái chỉ ghép cho người trẻ chỉ độ 10 năm sau đó, nó vội hóa là trên 50% để thay lại. Người chỉ ghép cho người càng trẻ càng thay sớm, ghép cho người trên 60 tuổi thì nó đỡ hơn. Rồi thái phụ báo cáo phát đông lại parin đúng cách và phải gửi comedy không nguy cơ ho thái phụ bình thường. Đây là cái quy trình thuốc kháng đông như thái phụ này. Thái phụ đang sử dụng thuốc kháng đông uống nha, chúng ta khuyến cáo trước về nguy cơ của kháng đông lúc có thai. Nếu phụ nữ dị tính dữ tính có thai đấy, chúng ta ngưng kháng đông uống thay bằng heparin, chúng ta tiêm dưới da. Ví dụ chúng ta dùng cái Lovenox hoặc Enoxaparin hoặc là Praziparin. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng đến khi có thai, chúng ta chữa trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì chúng ta dùng Heparin. Nhưng chúng ta nhớ là cái Heparin nếu mà chúng ta mà Heparin trọng lượng phân tử thấp, chúng ta dùng như người thường, chúng ta không thử yếu tố người A gì hết, liều cố định hết. Nhưng mà khi đối với người phụ nữ có thai đó thì cái đông máu nó thay đổi thì nó bắt mình phải thử yếu tố 12 trước khi mỗi lần dùng trong một tháng yếu tố 12 chúng ta phải chỉnh liều cái kháng đông đó theo cái yếu tố đó. Nếu thì nó thấp quá so với ngưỡng chúng ta phải tăng liều kháng đông. Rồi sau chúng ta hết tăng các quyền
thì chúng ta, tức là sau khi 3 tháng đầu chúng ta truyền lại kháng đông bổ, hoặc có người trích đôi epari tùy người phụ nữ. Rồi đến khi gần sinh ấy, thì chúng ta bắt đầu trích epari. Thì đây là cái phát phò đồ hoàn hảo nhất này, hoàn hảo nhất. Nhưng mà ngày xưa đó, cách đây khoảng trên 20 năm, lúc đó thì tôi cũng có thể làm từ yếu tố 10A được. Và có cô đó, cô có bầu rồi, cô muốn có bầu, cô cũng có mấy tuổi, cô thay 23, muốn có bầu. Thì tới đây phải trích là lôi về nóc cho cô ấy thôi. Mà nó cũng không giới qua thì tôi dùng cái liều cao nhất có thể ở với cô đó. Dù cô ấy nặng 60kg, tôi dùng luôn 0.6mg, 6mg, tôi 60ml, tôi dùng 6mg ngày 2 lần như cô đó. Tức là trích nhiều đến nỗi cái bụng cô nó bầm đầy hết bụng này mới trích. Rồi sau đó cô ấy sanh được đứa con, tôi cũng mừng cho đó. Nhớ thì cái đây là cái phác đồ mà chúng ta dùng cho người phụ nữ khi có thai. Chúng ta chỉ cần nhớ nguyên tắc là gì? Kháng đông, kháng nguyên ca đó, nó qua được giao thai, do đó chúng ta không được dùng trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nó sẽ làm dị tật thai nhi. Thứ hai, nó có thể làm tử vong thai nhi trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nhưng mà trong 5 tháng giữa thì ok, kháng đông cũng được. Chúng ta thực hiện. Thời gian cuối chúng ta bắt đầu chuyển về Paris cho người phụ nữ đã sai. Rồi, nhưng mà nếu ban thì học sẽ cố cảm thông nhí, cố kháng nguyên ca, tức là thế con làm. Nếu lượng đó thì ban bên dưới 100mg một ngày. Ban nhân tạo, nguy cơ thấp, ban hai đĩa, không lùng nhí, phát đầu với Paris lên trên. Ban mới thì tức là chúng ta vẫn có thể, nếu mà chúng ta dùng Paris nhiều dưới 50mg, thì chúng ta vẫn có thể dùng thoải mái. Thì tức là dùng trình ngay từ tháng đầu. Nhưng mà thực sự là có không ít khi mà Paris lên dưới 50mg bình thường đó. Thì có ban nhân tạo thường nó liều cao hơn. Do đó thì chúng ta dùng 3 tháng đầu với Paris, sau những tháng sau chúng ta mới dùng được. Đúng không? Rồi bây giờ phụ nữ thì khi có bầu ấy, thường có loạn nhịp tim. Nhưng không phải tất cả phụ nữ có bầu có loạn nhịp tim là có bệnh. Và thành ra, đây là quy trình xử lý loạn nhịp tim cho thai phụ. Nếu mà chúng ta siêu âm tim thì ta đo cái tim mạch bình thường, chứ các bạn có. Chỉ loại bỏ các nguyên nhân như là bệnh phổi này, rồi làm điện giải tuyến giáp, chúng ta loại bỏ hết nguyên nhân này đi. Nếu uống thuốc, nếu người ta uống cà phê mà ngoại tâm thu tăng lên thì bảo phải ngưng. Thì nhiều khi loại bỏ xong là không có gì nữa. Chứ còn thường thường là phụ nữ có thai, cái loại nhịp tim chúng ta có chữa. Chúng ta chỉ sử dụng thuốc gây triệu chứng nó gây đe dọa, gây triệu chứng cân nặng, đe dọa tính mạng. Còn không có chúng ta điều trị theo đúng nguyên nhân này, điều trị đa số phụ nữ có thai là làm việc là còn nếu có bệnh tim thực thể chúng ta điều trị theo nguyên nhân thì chúng ta dùng thuốc chống loạn nhịp phụ nữ có thai thì chúng ta chỉ khi dùng thuốc loạn nhịp khi mà điều trị nguyên nhân xong. Còn nếu có chúng ta dùng thuốc chống loạn nhịp lúc đó chúng ta dùng liều thấp, thuốc nó phải qua nó có an toàn hay gì không, đa số tôi điều trị chúng ta là thuốc nó có an toàn cho thai nhi. Hoặc verapamil an toàn cho thai nhi. Thì đây là những thuốc mà điều trị nhịp nhanh thất đối với thai kỳ này. Bây giờ người phụ nữ có thai vì cần nhịp nhanh kiểm soát trên thất, cái chuyển nhịp tốt nhất là chúng ta chuyển làm kích thích phân rau cảo, uống mặt về nước lạnh, nín thở, làm thủ thuật văn sanh ba, kỳ định class 1, trích adenosine được, sóc điện cũng được, đây kỳ định class 1. Nếu chúng ta dùng metoprolol cát 2A, verapamil cát 2B, còn phòng ngừa thì chúng ta dùng rioxin metoprolol, đây là thuốc chống loạn nhịp chúng ta dùng cho thai phụ ngay bây giờ. Thì đây là những thuốc đầu tiên đã có nghiên cứu, thực ra các anh chị vẫn có thể dùng metoprolol được, chứng chèn beta thường nó không có hại cho thai phụ. Nhưng mà nhớ cái này là nhịp nhanh trên thất mà QR hẹp nha. Còn nếu QR nó rộng thì chúng ta phải lựa chọn cái khác. Nếu QR rộng thì chúng ta cắt cơn để an toàn nhất, chúng ta sốc điện. Thì sốc điện cho thai phụ chúng ta để cái điện cái dịch sốc đi qua quả tim nó đừng hướng về phía thai để tránh cái đường điện đến thai nó nhỏ. Các anh chị nhớ là không được dùng amiodarone cho thai phụ, plasma chống chỉ định, không dùng atenolol cho thai phụ. Amiodarone tại vì nó làm sữa thì nó làm cường giáp suy giáp của thai nhi sau này, cái nhỏ ra đời nó bị tổn thương tuyến giáp.
Do tác động của thể chất thai nhi cần cố gắng giới hạn dùng thuốc trong thai kỳ. Khi cần dùng nên cân nhắc lợi hại của thuốc đối với thai nhi. Thì đây là cái thuốc tim mạch dùng thai kỳ trong tài liệu của Brown. Amiodarone thì nó gây ra bướu giáp, suy giáp, quần giáp. Thuốc chưa nên chuyển cho quyết định tuyệt đối nhé. Nó làm cho suy thận, bất thường về xương vân vân không được. Aspirin thì nếu chúng ta dùng liều thấp thì không có hại. Chen beta thì tương đối an toàn, thuốc chiết canxi tương đối an toàn, dioxin an toàn, rồi hydralazine an toàn cho thai nhi, lazic, lidocaine đều an toàn hết, metidopa an toàn thì cho chúng ta chữa tăng huyết áp. Người phụ nữ có thai thường chúng ta hay dùng thuốc chiết canxi, chen beta với lại hydralazine chúng ta chữa tương đối an toàn. Metidopa nó an toàn. Rồi Ofori thì nó là bất thường trong giai đoạn bất thường về thai cho người trong những ba tác đầu thai kỳ. Rồi bây giờ điều trị tăng huyết áp trên phụ nữ có thai chúng ta điều trị như thế nào? Thì người phụ nữ có thai chúng ta chia ba loại tăng huyết áp: tăng huyết áp mạn tính, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật. Thì nếu định cái tăng huyết áp mạn khi nào huyết áp tâm thu trên 140, tâm trương trên 90 trước khi có thai hoặc được chẩn đoán trước tuần lễ 20 ngày thì chúng ta gọi là tăng huyết áp mãn tính từ trước đấy. Rồi tăng huyết áp thai kỳ chúng ta định nghĩa khi nào không kèm protein niệu sau tuần thứ 20, giữa phụ nữ tuần thứ 24 cái thai kỳ mà có tăng huyết áp từ protein niệu âm nghiệt chúng ta gọi là tăng huyết áp thai kỳ. Thì tăng huyết áp thai kỳ thường hơi nhẹ lắm, tăng huyết áp trở về bình thường sau 12 tuần sau sinh. Nếu là tiền sản giật trên tăng huyết áp mạn, tức là chúng ta thấy tăng huyết áp từ tuần thứ 26, 28 này kèm protein niệu và tổn thương cơ bì, chúng ta gọi là tiền sản giật. Và tiền sản giật nặng hơn là sản giật hay eclampsia này, protein niệu kèm tăng huyết áp mới xuất hiện, thì theo trường hợp này chúng ta phải khuyên cho sinh để nó tránh tổn thương thần kinh của phụ nữ. Rồi nói tóm lại thì đây là cái bài rất cần thiết để khi chúng ta muốn giúp đỡ người phụ nữ khi có thai, chúng ta là nếu bác sĩ tim mạch chúng ta cho lời khuyên đúng lúc như vậy. Cái mục tiêu của chúng ta luôn luôn trước khi dùng thuốc thì chúng ta phải suy nghĩ là cái thuốc hay biện pháp điều trị đó nó có hại cho em bé trong bụng mẹ không. Chúng ta cứu đứa nhỏ và sau đó đứa nhỏ thì hư thai chúng ta làm không đúng. Rồi đối với bệnh van tim, các anh chị cần nhớ là người phụ nữ có thai mà có van bị hẹp nguy hiểm hơn van bị vỡ. Còn đối với tim bẩm sinh, các anh chị cần nhớ là gì? Nếu bệnh tim bẩm sinh nó làm tăng áp ở mạch phổi nguy hiểm, bệnh tim bẩm sinh tím nó nguy hiểm, thì đấy những bệnh nhân chúng ta phải cẩn thận khi có thai. Một mục tiêu cuối cùng là phải bảo vệ cả bà mẹ hay em bé. Rồi các anh chị hỏi về này. Em học bài này xong, em nào chưa tính lập gia đình thì nên lấy làm gì trước? Sớm tìm chưa? Có sớm tìm con chưa? Học bài này xong nên sớm tìm chưa?